Hôm nay Linh Kiện RC sẽ hướng dẫn anh em là cách tạo tài khoản của Safely Phase 2. Thì đầu tiên thì anh em sẽ tải cái app là Safely Phase 2 nhá. Sau đấy thì mở cái giao diện nó ra thì nó sẽ có cái phần ở đây là Reciter này. Reciter thì anh em ấn vào thì nó sẽ ra cái phần Reciter ở đây. Reciter ở đây dòng đầu tiên thì anh em sẽ gõ cái Gmail của mình ra. Sau đấy thì password. Sau đấy ở bên dưới thì sẽ anh em sẽ ấn cái get code này. Get code này thì nó sẽ gửi vào trong cái mã của Gmail này. Thì anh em phải vào trong Gmail nhá. Gmail của anh em thì nó sẽ gửi vào cái mã, nó sẽ có 6 số. 6 số ở đây mình vừa mới nhận được sẽ là 8 8 9 6008. Đây là cái mã mình nhận được về Gmail của mình nhá. Gmail của mình là flycam.linkkienrc@gmail.com. Đấy. Và sau đấy thì ấn vào chữ Reciter ở đây. Là đã xong. Phần sau đấy thì mình sẽ đăng nhập vào. Mình sẽ gõ cái phần Gmail vừa nãy mình tạo này. Tạo Gmail này, sau đấy thì enter password. Đấy, enter password. Sau đấy thì login vào là xong. Và nhớ tích ở đây là tôi đã đọc tất cả các điều khoản của nó nhé. Thế là xong anh em nhé.